Bệnh Bago là một bệnh cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ chết lên đến 90%, nhất là các bé chưa được tiêm chủng. Vì vậy, việc phát hiện ra bệnh sớm và có biện pháp điều trị kịp thời sẽ cải thiện tình trạng tử vong của các bé. Vậy hôm nay hãy cùng Bodo Number One tìm hiểu về bệnh Bago nhé. Bodo Number One chạy cho Bodo số 1 Sài Gòn. Bệnh Bago ở chó là bệnh do Bago virus gây ra, hay bệnh viêm ruột truyền nhiễm do virus. Đây là kinh bệnh cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt với các chú chó con và chó chưa được tiêm phòng đầy đủ. Việc lây lan nhanh chóng và có thể gây chết nếu không điều trị kịp thời. Triệu chứng do bạn có thể nhận biết được bệnh Bago. Bệnh Bago xuất hiện trên chó ở 3 thể: thể ruột, thể tim ruột kết hợp. Đối với chó mắc bệnh Bago ở thể tim hoặc thể ruột, ruột kết hợp thì tỷ lệ tử vong rất cao, chết nhanh với các biểu hiện tim, lách, phổi, ruột xuất huyết nặng. Tại các cơ sở thú y, các bác sĩ sẽ chuẩn đoán chuyên sâu để phân tích bệnh, kết hợp với các phương pháp kiểm tra để biết rằng chú chó của bạn có mắc bệnh Bago hay không. Cách phòng bệnh Bago. Phòng bệnh Bago ở chó bằng cách chăm sóc và nuôi dưỡng chu đáo, thường xuyên vệ sinh tiêu độc chuồng trại và môi trường xung quanh. Những con chó ốm cần phải được cách ly, không được tiếp xúc với những con chó khỏe mạnh. Định kỳ đến phòng khám kiểm tra, xét nghiệm để nắm bắt được tình hình sức khỏe của bé và phát hiện bệnh sớm ngay cả khi đang ủ bệnh. Định kỳ tiêm phòng vaccine cho chó. Tiêm vaccine lần đầu khi chó đạt được 6 đến 7 tuần tuổi, nhắc lại 3-4 tuần và định kỳ tái chủng 1 năm một lần. Lịch tiêm phòng để phòng các bệnh truyền nhiễm thì các bạn có thể tìm hiểu trong một video tiếp theo của Bodo Number One. Phương pháp điều trị bệnh Bago. Kịp thời bổ sung nước, chất điện giải, tăng cường sức đề kháng, chống nhiễm trùng kết phát, cách ly con vật ốm để nơi sạch sẽ, thoáng mát, cung cấp đủ nước uống và đặc biệt tránh cho chó uống phải nước bẩn, cắt nôn bằng cách tiêm dưới da atropine hay Brimeran. Tiêm truyền tĩnh mạch nước muối sinh lý 0.9 Ringer Lactase Glucozone 5%. Chống bội nhiễm bằng các loại thuốc kháng sinh và cung cấp thêm thuốc bổ cho chó, giúp chó phục hồi nhanh chóng. Vậy bạn đã biết và tìm hiểu về bệnh Bago rồi. Có câu hỏi nào hãy comment xuống dưới, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé.